chị đi chị chị. Sao chị 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 đi. Chị đường đi. Mày. Ơ, sao lại tại tao? Sao mày đi lạc ấy? Hay là gọi ai thử xem. Gọi ai được bây giờ ở đồng không như này? Gọi điện gọi hỏi ai thử xem. Không có sóng nữa này. Xong phát này vừa nè.